Thưa quý vị, sau hơn một tháng kể từ khi xảy ra vụ khủng bố kinh hoàng với hành vi giết người man dợ của nhóm đối tượng tấn công vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, khiến 6 cán bộ chiến sĩ công an, cán bộ xã hy sinh, 3 người dân thiệt mạng và làm trọng thương 2 cán bộ công an. Qua lời khai của các đối tượng bị bắt giữ, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã có đầy đủ tài liệu chứng cứ để khởi tố vụ án với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép và che giấu, không tố giác tội phạm. Cũng từ đây, bức màn tội ác với cái tên Phunro tưởng như đã khép lại, chỉ còn trong ký ức của đồng bào Tây Nguyên hơn 40 năm về trước, giờ lại được vén lên với đầy đủ bản chất tàn độc, liều lĩnh. Trong chương trình Góc nhìn sự thật tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị cái nhìn đầy đủ về hành trình dẫn đến tội ác kinh hoàng của nhóm đối tượng gây ra vụ khủng bố vừa qua. Nó cũng thể hiện dã tâm không thay đổi của các tổ chức phản động Phunro lưu vong khi không từ thủ đoạn để nuôi ảo tưởng về một nhà nước ly khai tự trị mà chúng gọi là của người thượng ở Tây Nguyên. Kể từ khi xảy ra các vụ biểu tình bạo loạn chính trị tại một số tỉnh Tây Nguyên vào những năm 2001, 2004 và 2008, chưa khi nào đồng bào các dân tộc thiểu số ở đây lại thấy rõ bản chất tàn bạo man dợ của Phunro như vụ việc xảy ra tại hai xã vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua. Gần 70 đối tượng trực tiếp tham gia vụ khủng bố với chủ trương giết sạch, phá sạch, đốt sạch, khiến người ta liên tưởng tới các vụ thảm sát đẫm máu trong chiến dịch tìm diệt mà Mỹ và Chư Hầu thực hiện, hòng bẻ gãy ý chí của những người Cộng sản Việt Nam gần 60 năm trước. Vụ tấn công sáng ngày 11 tháng 6 khiến cho 6 cán bộ công an và chính quyền hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu hy sinh, 3 người dân vô tội thiệt mạng và 2 cán bộ công an trọng thương. 2 xe ô tô cùng nhiều tài liệu lưu trữ tại trụ sở bị đốt cháy. Đằng sau vụ việc này là quá trình tập hợp lực lượng, những kế hoạch cụ thể được các đối tượng cốt cán trong nước vạch ra dưới sự chỉ đạo hậu thuẫn của một số Phunro lưu vong tại Hoa Kỳ và Thái Lan. Điều đặc biệt nghiêm trọng là chúng chủ trương sử dụng phương thức bạo lực vũ trang khi tự trang bị nhiều vũ khí quân dụng để tấn công trụ sở chính quyền. Đánh thắng trụ sở nào thì luận điệu nó tuyên truyền là treo cờ của nhà nước Đê Ga ở đó và giao nhiệm vụ cho người canh gác. Cho nên là phải đánh thắng. Thì đánh thắng được thì mới lấy lại đất đai, mới thành lập đất nước được. Nhiệm vụ nó tuyên truyền như vậy. Trước khi gây ra vụ tấn công vào sáng ngày 11 tháng 6 vào trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, ngay từ giữa năm 2017, Hờ Quê Nê Ban hay còn gọi là Mí Sân, một trong hai đối tượng cầm đầu nhóm khủng bố trú tại Buôn Sứt Mờ Đưng, xã Cư Xuê, huyện Cơ Mơ Ga, đã liên lạc nhân sự chỉ đạo của một tổ chức Phunro hiện lưu vong tại tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ. Đối tượng này thành lập và lôi kéo tuyển mộ lực lượng vào nhóm Khan Đê Ga hay còn gọi là lính Đê Ga, khảo sát, chọn căn cứ, lên kế hoạch thực hiện chuẩn bị vũ khí. Mục đích của chúng là thành lập lực lượng vũ trang nòng cốt cho nhà nước Đê Ga tại Tây Nguyên nếu sau này thành công. Tháng 3 năm 2019, hoạt động lôi kéo người tham gia vào tổ chức Khan Đê Ga tiếp tay cho Phunro lưu vong chống chính quyền của Hờ Quên và một số đối tượng tại xã Cư Xuê bị cơ quan an ninh công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện. Hờ Quên và 10 đối tượng khác đã thừa nhận hành vi, bị đưa ra kiểm điểm. Bên ngoài được che đậy bằng vỏ bọc ăn năn hối hận trước đồng bào, buôn làng, nhưng bên trong ả ta vẫn lén lút móc nối, tiếp tay cho các thế lực phản động, chống phá chính quyền. Mình biết là mình bị lừa chưa? Biết rồi, bị lừa đã biết rồi. Nên thì công an ta thì xin ở cơ quan công an thì đã nhận tội rồi, đã biết thì họ lừa rồi. Dưới sự chỉ đạo giáo diết,
cũng như những luận điệu bịa đặt hoang đường theo kiểu sẽ có lực lượng đề ga bên ngoài về hỗ trợ, hay nếu như thất bại sẽ có trực thăng đón sang bên nước ngoài định cư của Phun Rô Lưu Vong. Tháng 1 năm 2023, Hờ Quên và một số cốt cán đã tích cực lôi kéo tập hợp lực lượng cho nhóm lính đề ga. Đến tháng 6 năm 2023, nhóm này đã tạo được cơ sở ở nhiều xã, huyện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, phân công mỗi huyện có một người chỉ huy, tiếp tục lôi kéo người tham gia tập luyện về lực lượng để hành động. Theo đó, Y Khinh Liêng phụ trách huyện Krông Bông, huyện Lắk do Y Krông Phốc chỉ huy, Y Ly Phốc Nie cầm đầu huyện Cư Ki Yên, Y Thôi A Yên phụ trách huyện Krông Búc, Y Man Mro chỉ đạo huyện Krông Măng, Y Phen Buôn giá chỉ huy huyện Madarak, huyện Bôn Đôn gồm 3 đối tượng, Y Rức Buôn giá, Y Ba Buôn giá, Y Phương E nuôi phụ trách. Đích thân Hồ Quên chỉ huy huyện Cơ Mơ Gà. Một huyện thì hoặc là biết một người thôi, hoặc là hai người đó. Bây giờ thì một người này kêu mấy trong huyện đó bao nhiêu người, còn thì huyện này thì bao nhiêu người thôi. Bây giờ thì nếu mà tập võ thì trước rồi, cái này là ai cũng biết tập võ hết mà. Bây giờ lúc thì mua súng đạn hay là cùng năm 2023 này thôi. Từ tháng 3, tháng 4 á. Ai phụ trách cái việc mua súng đạn? Cái là phụ trách mua súng đạn này, mà cứu này, mà gió này, yốp này. Đối tượng Hờ Vanh, Eban, Amisan á, với lại đối tượng Isol mà từ Mỹ xâm nhập về đã phân công cho từng nhóm, ví dụ như là đối tượng Y Thô Macro hoặc là Majuni ở Krông Búc, ở chư này Krông Búc, ở Phân Rang Krông Búc là giao cho phụ trách, Y Thô phụ trách là đứng đầu. Rồi là ví dụ như là ở Buôn Dung của xã Ea Cơ Tu là đối tượng Y Ly Phốt, rồi là Hà Vanh là phụ trách chung. Đầu tháng 5 năm 2023, các đối tượng Phun Rô Lưu Vong tại tiểu bang Bắc Carolina của Hoa Kỳ cử Isonie sinh năm 1979 là một thành viên trong tổ chức về nước trực tiếp chỉ đạo hoạt động của số trong nước. Ngày 10 tháng 5, đối tượng này từ Hoa Kỳ về Thái Lan. Hờ Quên đã cử hai đối tượng Iblet và Ifok qua Thái Lan đón Ison. Ngày 20 tháng 5, nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Kể từ khi về Việt Nam, Ison và Hờ Quên là hai đối tượng cầm đầu, chi phối, chỉ đạo hoạt động của nhóm lính đề ga. Chúng đã khảo sát nhiều địa điểm tại huyện Krông Bông, Krông Park để làm căn cứ địa, nhưng thấy không phù hợp. Cuối cùng nhóm đối tượng chọn căn nhà trong khu dãy vắng thuộc Buôn Dung A, xã Ea Cơ Tu, huyện Chu Quynh làm căn cứ hoạt động của tổ chức. Đây cũng chính là nơi các đối tượng tập trung quay video tuyên thệ trước khi xuất phát tấn công trụ sở hai xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, giết hại nhiều cán bộ và người dân vô tội đêm ngày 10, rạng sáng ngày 11 tháng 6 vừa qua. Tôi hỏi là chúng mày có khoảng bao nhiêu súng, và hỏi là tôi hỏi Hoen mà Hoen không trả lời là bao nhiêu. Nên rồi sau đó họ đưa tôi đến cái núi cao ở Krông Bông, cho tôi đến ở đó, rồi ở đó luôn, rồi tập hợp anh em ở trong núi. Mà khi đến đó thì là không biết chỗ nào mà để lập căn cứ đó, nên trở về, quay về lại. Trước khi gây ra vụ thảm sát man dợ ngày 11 tháng 6, sự liều lĩnh manh động của nhóm đối tượng này còn được thể hiện qua kế hoạch đột nhập doanh trại Lữ đoàn Đặc công 198 tại huyện Krông Park nhằm lấy súng đạn. Tuy nhiên, ý đồ đột nhập vào doanh trại quân đội này hai lần đều không thành công, nên chúng chuyển sang tấn công trụ sở chính quyền hai xã Ea Tiêu về Ea Cơ Tu. Tới chỗ trên trại đất công đó, tới chỗ đó là tụi em là chuẩn bị tấn công ở đó. Tới đó nếu mình thắng, mình có thể được lấy vũ khí chỗ trên trại quân đội đó. Trên trại quân đội đó. Nhưng tất cả anh em bị có người phát hiện rồi, nhưng phải đối lại ý lại, phải rút lui. Đây là hình ảnh nhóm khủng bố tại khu trời dẫy thuộc Buôn Dung A ít phút trước vụ tấn công.
Chúng tập hợp tuyên thệ, củng cố tinh thần cho số tham gia, đồng thời quay clip gửi cho Isonie với mục đích báo cáo. Các đối tượng được số cầm đầu giao vũ khí gồm 20 khẩu súng, trong đó có nhiều súng quân dụng AR-15, CKC, hàng nghìn viên đạn, lựu đạn, dao, kiếm, mã tấu và bom xăng. Chia làm hai nhóm, nhóm tấn công vào trụ sở xã Ia Tiêu do Y Tiêm Nie cầm đầu, gồm 32 tên đi bằng 16 xe máy. Nhóm còn lại do Y Dũ Nie và Y Tho Ia Yun cầm đầu hơn 30 tên từ trời dẫy đi đến trụ sở Ia Cơ Tùn. Sau khi sát hại cán bộ, đốt phá trụ sở xã Ia Cơ Tiêu, trên đường rút về hỗ trợ nhóm tấn công xã Ia Cơ Tùn, khi xa đến quốc lộ 27, Y Tim và các đối tượng đã chặn một xe bán tải. Tên này trực tiếp đâm chém nhiều nhát làm tài xế tử vong ngay tại chỗ, sau đó ném thi thể người này xuống mương nước ven đường. Chúng uy hiếp, yêu cầu tài xế một xe tải cho xe chặn ngang đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của lực lượng chức năng. Sau đó đốt xe bắt giữ 3 con tin. Tại trụ sở xã Ia Cư Tun, Y Thô, Y Dũ và số đối tượng trong nhóm đã xuống tay hết sức tàn bạo. Sau khi sát hại và làm trọng thương 4 cán bộ chiến sĩ công an xã, đập phá, đốt cháy một xe ô tô trong trụ sở. Trên đường rút chạy, chúng tiếp tục đâm chém, bắn giết làm 2 người dân thiệt mạng, sát hại 2 lãnh đạo xã Ia Cơ Tun và Ia Tiêu đang trên đường đến trụ sở. Tôi nghe tiếng nổ phòng đầu tiên, là lúc đó là tôi chạy vô xong là thấy có 2 người đã nằm xuống sàn. Đã nằm xuống sàn xong là tôi có thấy một người đứng ở trên một phát vào đầu. Không có đó là vị trí nào nhưng mà đã bắn một người ở giường thứ hai. Trong vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này, số đối tượng tập trung chủ yếu ở huyện Krông Búc. Một số gia đình có nhiều người cùng tham gia nhóm khủng bố này. Hoàn cảnh gia đình của một số đối tượng hết sức khó khăn. Theo kết quả điều tra ban đầu, khi nhận ra ý đồ bản chất của số cốt cán cầm đầu, một vài đối tượng lo sợ muốn từ bỏ, quay về với gia đình nhưng vấp phải sự đe dọa tinh thần. Chính vì thế số này buộc phải nghe theo sự an toàn của bản thân và gia đình. Em nói sao anh không chạy trốn? Sao mà chạy trốn được? Họ cầm súng, họ cũng vây quanh mình, đi làm sao mà đi được? Họ nói là cho 2 con đường, một là đi theo họ thì sẽ nghe những gì họ nói, phải làm như vậy. Còn không thì về thành đồng nghĩa với việc họ lấy hộp đạn họ để trước mặt luôn á. Mày chọn cái này nếu mày muốn về. Trên đường chạy trốn, Isik đã gọi điện cho vợ với mục đích muốn ra đầu thú. Nhưng khi về đến nhà, Isik đã dùng thuốc diệt cỏ tự giải thoát cho mình, để lại người vợ trẻ và 2 đứa con nhỏ dại. Có lẽ đó là áp lực quá lớn xuất phát từ nỗi ám ảnh sau khi chứng kiến những con người vô tội bị sát hại một cách không gây tài. Thưa quý vị, sau vụ tấn công để lại hậu quả nghiêm trọng này, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên sẽ nói gì? Qua lời khai của các đối tượng, chân tướng một tổ chức gồm các đối tượng phun rô lưu vong đã được xác định. Các đối tượng trong tổ chức phản động này như thế nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị trong các chương trình sau. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!